Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kỷ nguyên vương mình của dân tộc, có là công cuộc đổi mới lần hai về chính trị. Chiều ngày 21 tháng 10, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã được Quốc hội bầu làm tân chủ tịch nước. Ngày hôm sau, 22 tháng 10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chính thức bàn giao công tác của người đứng đầu nhà nước cho tân chủ tịch nước Lương Cường. Việc ông Lương Cường trở thành tân chủ tịch nước thay cho ông Tô Lâm với mục đích để ông Tô Lâm có thể toàn tâm toàn ý trong việc lãnh đạo và tập trung cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng 14 vào đầu năm 2026. Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo giới phân tích, đây là một động thái ổn định hệ thống chính trị Việt Nam sau thời gian dài hỗn loạn. Đồng thời, người ta có thể hy vọng chính trường sẽ ổn định trở lại để tập trung toàn lực cho việc phát triển kinh tế. Trước khi Quốc hội tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu tân chủ tịch nước, Tổng Bí thư đã có một bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội. Ông Tô Lâm đã nhấn mạnh, thể chế hiện nay là điểm nghẽn lớn nhất, sinh ra những tồn tại và hạn chế kéo dài, cản trở phát triển, gây lãng phí và làm lỡ thời cơ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Khái niệm kỷ nguyên vương mình của dân tộc là một khẩu hiệu mới, mang dấu ấn và sự quyết tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông không ngừng giới thiệu và quảng bá khái niệm này trong các cuộc họp lãnh đạo đảng, cũng như trong các chuyến công du nước ngoài. Công luận hy vọng khái niệm kỷ nguyên vương mình của dân tộc sẽ là một công cuộc đổi mới lần hai về thể chế chính trị, mà trước đó công cuộc đổi mới về kinh tế đã được khởi xướng vào năm 1986, đưa nền kinh tế Việt Nam rũ bỏ mô hình tập trung theo kiểu Xô Viết để đi theo nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Hình ảnh tân chủ tịch nước Lương Cường. Ông Tô Lâm đã và đang bằng mọi cách nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong đảng để có thể thúc đẩy cải cách kinh tế, làm tiền đề cho việc cải tổ chính trị, đưa Việt Nam trở thành đất nước có thu nhập cao như ông đã tuyên bố. Nhưng sự thay đổi chắc chắn không phải là vào lúc này, vì thực tế cho thấy để nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ chủ thuyết cộng sản và con đường chủ nghĩa xã hội là điều cực kỳ nan giải, vì giới lãnh đạo Việt Nam không sẵn sàng từ bỏ quyền lực và quyền lợi của mình. Sự phát triển của các quốc gia ở khu vực Đông Á như Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan, Indonesia hay Singapore đều trải qua một thời gian dài với thể chế chính trị độc tài chuyên chế, nhưng với sự cải cách và những thành tựu kinh tế vượt bậc, họ mới có đủ điều kiện để chuyển đổi sang thể chế chính trị tự do, dân chủ. Đến nay, những nước kể trên đã trở thành những quốc gia phát triển, dân chúng có cuộc sống đầy đủ, ấm no. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận công cuộc đổi mới kinh tế năm 1986 được thông qua tại Đại hội 6, có thể thấy những vấn đề liên quan đến cải cách thể chế, nếu có, cũng phải chờ đến Đại hội Đảng 14 mới có thể tiến hành, cũng là một vấn đề quan trọng. Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là một trong những lý do khiến cho ông Tô Lâm tự nguyện rời khỏi vị trí Chủ tịch nước để tập trung toàn lực, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho bước ngoặt mang tính bản lề. Vấn đề bây giờ là đề cương hay chính sách phát triển trong kỷ nguyên mới bắt buộc phải thuyết phục được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, cũng như người dân, không phải là điều dễ dàng. Chắc chắn Tổng Bí thư sẽ vấp phải những phản ứng không nhỏ trong nội bộ đảng. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm phải thâu tóm bằng được quyền lực tuyệt đối để có thể vượt qua các rào cản kể trên là điều cần thiết. Trước mắt, ông phải chia sẻ quyền lực với phe quân đội nhằm tìm kiếm sự đồng thuận về lâu dài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Kỷ nguyên vương mình của dân tộc, có là công cuộc đổi mới lần hai về chính trị. Thấy gì có việc Quốc hội bầu Đại tướng Lương Cường thay cho Chủ tịch nước Tô Lâm? Cuối cùng thì các đồn đoán về việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phải chấp nhận trao trả chức vụ Chủ tịch nước cho lãnh đạo khác hay vẫn tham quyền cố vị cũng đã có câu trả lời. Chiều ngày 21 tháng 10, Quốc hội Việt Nam đã bầu Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường làm Chủ tịch nước mới, và ông Lương Cường đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Trước giờ Quốc hội bỏ phiếu vẫn có hy vọng cho Đại tướng Phan Văn Giang, một nhân vật nhận được sự tín nhiệm lớn từ Quốc hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Như vậy, trong nhiệm kỳ Đại hội 13, chỉ trong vòng có hơn 3 năm, Việt Nam đã có 3 Chủ tịch nước lần lượt phải thôi chức
với các lý do khác nhau, đồng thời ghi nhận thêm một kỷ lục của Đảng Cộng sản Việt Nam khi Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiệm cửu nguyên thủ quốc gia ngắn nhất, chỉ vẹn vẹn có 5 tháng mà thôi. Việc nhà nước Việt Nam tiến hành nhiều hoạt động cho thôi chức cũng như bầu bổ sung chức danh Chủ tịch nước đã phản ánh một tình trạng bất ổn chính trị. Hệ thống chính trị Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng kéo dài và chưa có hồi kết. Nếu chức Chủ tịch nước song hành với vai trò Tổng Bí thư của Tô Lâm, chắc chắn sẽ gia tăng quyền lực và hiệu quả trong việc điều hành đảng với vai trò nguyên thủ quốc gia cũng như thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Việc trước khi rời ghế Chủ tịch nước khoảng 24 tiếng đồng hồ, ông Tô Lâm đã phải vội vã ký phong hàng loạt tướng lĩnh. Điều này cho thấy sự kiêm nhiệm hai chức vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao ông Tô Lâm không thể tiếp tục kiêm nhiệm cả hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước? Theo giới phân tích quốc tế, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam muốn duy trì cơ chế tập trung dân chủ và nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách để tránh tập trung quyền lực quá nhiều vào một người sẽ dẫn đến tình trạng độc tài, độc đoán. Tuy nhiên, bản chất của vấn đề không hẳn như vừa diễn giải kể trên. Tại sao sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào năm 2018, lập tức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nắm giữ cả hai chức vụ này tới nhiệm kỳ Đại hội 12 mà hoàn toàn không có ý kiến phản đối trong đảng? Điều đó cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm với năng lực, kinh nghiệm và bề dày lãnh đạo, đặc biệt là vấn đề đạo đức, tư cách và phẩm chất, chưa đủ để thuyết phục số đông lãnh đạo cấp cao nghe theo. Mới đây nhất, bất chấp các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vào ngày 21 tháng 10, trước khi rời ghế Chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã ký quyết định phong quân hàm đại tướng cho Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Điều đáng nói chỉ trong vòng hơn 2 năm, từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024, tướng Quang đã từ thượng tướng trở thành đại tướng. Mặc dù theo quy định là ít nhất phải 4 năm, và ông Tô Lâm đã bất chấp tất cả để làm như vậy cho người đồng hương Hưng Yên của ông lên hàm đại tướng. Hơn nữa, Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an mới được vài tháng là được thăng hàm cấp đại tướng, trong khi trước đây Tô Lâm vẫn chỉ là thượng tướng trong suốt 3 năm đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Điều đó cho thấy sự bất thường trong việc thăng quân hàm đại tướng cho ông Lương Tam Quang. Ngoài ra, cuộc họp tại Quốc hội có nhiều diễn biến khá bất thường. Đáng chú ý, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trước Quốc hội với một bài diễn văn khá dài. Ông Tô Lâm khẳng định thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Theo một số nhận định, quan điểm và kể trên của Tổng Bí thư Tô Lâm có thể sẽ là điều gây khó khăn cho tân Chủ tịch nước Lương Cường trong thời gian sắp tới. Việc Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương mới đây được phong đại tướng cho thấy khả năng cao tướng Nguyễn Tân Cương sẽ thay tướng Giang trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tướng Phan Văn Giang sẽ nghỉ vì lý do sức khỏe, như Thời báo đã đưa tin trước đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thấy gì có việc Quốc hội bầu đại tướng Lương Cường thay cho Chủ tịch nước Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.